Cả nhà ơi, giờ đến 18 tháng 5 rồi cả nhà ơi. Đây là ngày mà đánh dấu của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, là ngày của Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Hay quý vị, điều mà tín đồ chúng ta ai cũng mừng vui sắp đến. Các ban trị sự thì có bổn phận, ai cũng lo, người lo việc này, người lo việc kia. Thì Lê Trang tôi chuẩn bị gói bánh tét hay cả nhà. Cô cháu tôi thì đi đóng chuối. Ai ai bà con cô bác ai cũng nói là khi Lê Trang nói gói bánh tét thì ơi cô Trang ơi, chuối chuối tôi có, người thì dừa, người thì chuối. Bây giờ cô cháu tôi sẽ đi đóng chuối, đóng chuối đang về vú. Bữa nay là mấy ngày mùng 10, vú để cho kịp chín để nó mùi mình gói bánh mới ngon ha cả nhà. Thì đầu cô cháu tôi, bà con thì người có quầy chuối, đằng này tôi có quầy chuối, thì đằng kia có quầy chuối, thì đây Trang tôi chuẩn bị đi đốn hay cả nhà. Cô cháu tôi đó. Thì ôi cái chuối này nó cao quá, chặt cũng hơi chậm rồi. Nó cao quá rồi, cũng là sẽ thành công rốt cuộc rồi. Cũng được 5-6 quầy. Cô cháu tôi tắt lên xe, chuẩn bị tắt lên xe chạy về rồi đi gom chỗ khác nữa đó. Điều là rồi bắt đầu lên xe gặp đó, cháu tôi gặp Gia Linh Gia Bảo đi đóng chuối này. Rồi tới là mình vú ha, tới công đoạn vú rồi, khiên vô Lê Hiệp Lê Hiêu khiên vô vú rồi. Tiếp tục là tới cô cháu tôi bữa nay đi gặt lá ha cả nhà. Tôi nói Lê Hiệp á, tôi mới mua được cái cây trăm mấy chục ngàn để tôi đi gặt lá chuối cho nó mướt nó ngon, mà Lê Hiệp gặp tôi mua về ha, bữa mới vừa mua về để cái đợt là Lê Hiệp thấy phái tay xách ra đi chọc mấy trái dừa vô liền, mà chưa được già mà đã phái chọc vô vậy đó, rồi làm hại nó rụng cháu cái cây của tôi. Nói quý vị ơi, Lê Hiệp quý vị không đó. Rồi có hai bà bạn tiếp tế, hai bà đồng đạo ha, thính tư gắn của Út qua gia đình ha. Đó, hai bà tiếp tế ở đây này vui lắm quý vị ơi. Thì ngày lễ đến thì nhộn nhịp lắm, người lo việc này việc kia, thì ai có chuối cho chuối rồi lá chuối rồi dừa là cái gì. Lê Trang chỉ mật anh chị em hùng loại mua nếp, còn dừa và phần dừa chuối thì bà con đóng góp vô khỏi cần mua hay cả nhà đó. Bắt đầu cao quá rồi, Gia Bảo cũng đi thu gom để mà phơi. Thì mình gặp mọi nơi phơi khô trở lại rồi mình mới gấp cho cả nhà. Lê Hiệp nữa đó. Min cam á, cam camera bị kiếp, bị kiếp mà quá quay 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 đây quay qua người quá quay mùa màng chết đã mới có nắng này lên bảo cái chọc lá chuối đó, mà cô con đi lấy chọc dừa nên cô kiếp con gọi là nên mấy đến chọc cái Lê Hiệp làm cái cây móc của mình, ôi nó bị sượng sượng. Đáng lẽ là mình tưởng tượng là mua được cây móc là mình chọc á, lá chuối á, nó mướt rượt nó ngon, mà bị Lê Hiệp cản trở. Của tôi mới mua về mà đi chọc dừa, bây giờ tôi chọc cả sượng sượng cả nhà ơi. Đội ngũ đi gặp lá chuối bao nhiêu người đó.
Lê Hiệp, tôi Lê Hiệp, hai đứa cháu Gia Linh và Bảo, thím Tư, thím Út. Bây giờ cũng được bọn rồi đó. Coi như là cũng được một mớ. Trời bữa nay giờ này thì chưa có nắng nha cả nhà. Ui ui thôi. Mà điều mình gói bánh tét á nên cũng dễ. Bữa nay là chàng chứ dục cháu nó ông trời ơi, bữa nay ông làm ơn ông nắng cho con. Nó trời không gầy thì mưa cả nhà ơi. Cái Lê Trang nó giấy ông trời ông bữa nay nắng cho con nửa ngày cũng được nữa. Mà mai là sáng giờ ông ui ui ông chưa có nắng, ông không có mưa. Cho nên là tức cực. Cô cháu thì đi qua một miếng giường khác nha cả nhà. Tiếp tục một giường khác. Qua cũng miếng giường bên đây. Trời ơi, vì kiếp cháu tôi nó quay, nó làm cái clip làm sao còn quay ngược, quay xuôi quý vị ơi. Rồi quay dài, quay dọc. Nó cầm, nó chỉ có nhiệm vụ đi. Nó cầm máy, nó quay một cuồng phim cho để làm kỷ niệm. Giờ là tới một dì Linh tục. Một khắc nước đi lệ nhà của đồng đạo Hà, chị Hà trên ba ha. Đó. Đây là mẹ người giá Sơn Lâm. Để đây là tập quá nhỏ. Bạn đồng hành à. Quá viên ca nước. À. Bỏ bán ổi rồi mới xây nhà đó. Đây chủ nhà người giá Sơn Lâm lấy xe chưa được không có đó không có nhà kể đó ông Hiệp mày đó không chị Hà với chồng đại vô đột lan không cắt bán mày không mày không biết chồng chưa bà Hiệp á bà không biết chồng trọt gì chưa thì coi như là giải quyết ra khác giờ tới tiếp tục trở lại là gặp lá ha. Lá chuối nó đã khô rồi gọc cái gốc lá về tới đêm về cho mấy chị lau nha đó, xếp vô Gia Linh ngồi xếp đó. Bây giờ như đã xong rồi thì tới đem về cho mấy chị ngồi lao, khu lao đã hoàn tất. Cho cả nhà mình, cả nhà đón xem, đừng quên là đăng ký kênh của Lê Trang, thiện nguyện Lê Trang để có động lực để làm vui vui chút đỉnh, để niềm vui cho cuộc sống hả quý vị. Lao lá xong là rồi đến tiếp tục là hô gối cho quý vị coi nha. Tạm biệt cả nhà, chào cả nhà, Nam Mô A Di Đà Phật.